Chào Manny. Thì hôm nay là một video về hành trình tôi rước Mommy Jay. Tôi đã lạch Ronya từ trước rồi. Thêm các vị, tôi vừa lạch ra con chó Fury bên Zenless Zero Zone nữa. Nên là bây giờ tôi rất chi là tự tin. Mượn nháy đầu tiên, let's go. Vui kìa anh em, ngon. Mười vé tiếp theo. Để ổn rồi mấy ní ơi. Tình hình là đang trả giá cho banner của đốm đó. Chuyển sinh mẹ luôn chứ lưng hồi cái chó gì nữa. Nó chết cái game. Ok, tôi đéo ngờ là có ngày tôi sẽ dùng tới cái soda này. Một dễ gì nhất, dễ phải không? Ok, bình thường đoạn này sẽ là nhạc anime với video của Jay. Và mà tôi muốn cầu thêm giờ để cái video này không ngắn như chim của tôi này. Nên là tôi sẽ hướng dẫn sơ qua cách build cũng như là lối chơi của Jay mà tôi tìm được. Không nói về phần kỹ năng nhé, tự đi mà đọc. Ở Jay thì tất nhiên là ưu tiên những nhân vật có khả năng đánh được nhiều mục tiêu. Ota, Himeko là hai lựa chọn tối ưu nhất trong thời điểm hiện tại. Về phần support, Roommate và Robin là hai lựa chọn tốt nhất để đi cùng với Jay. Nếu bạn không có cả nhân vật trên, Tinjun và Asta là lựa chọn thay thế tốt. À, Tobat đi với Jay thì không hiệu quả đâu nha, cơ mà tôi thích. Về di vật, thiên tài xuất chúng là lựa chọn tối ưu khi đối đầu với kẻ địch có điểm yếu lượng tử. Bộ 4 đại công thức cho tài là sự lựa chọn tốt nếu kẻ địch không có điểm yếu lượng tử. Về phụ kiện vi diện, Duran là sự lựa chọn tốt nhất. Tiếp theo có thể dùng Izumo, Sigonia, Sasuto đều được. Về phần chỉ số, xét thường của Jay chủ yếu dựa vào đòn đánh theo sao, nên chỉ số tấn công và chí mạng là tối ưu nhất cho cô nàng. Sau đây là chỉ số tốt nghiệp mà tôi tham khảo được. Đầu giờ tới đây cũng đủ rồi. Chúc mấy ní có một ngày thật vui vẻ chỉ cười trên nỗi đau của tôi. Tôi là Dudu42. Xin chào và hẹn gặp lại mấy ní ở banner của Yuli. Happy, 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 happy